Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình Laravel Framework phiên bản 5.0 tại trung tâm đào tạo tin học khoa phạm. Ở video trước tôi hướng dẫn các bạn về cách chúng ta làm việc với mệnh đề điều kiện if cũng như cách chúng ta xử lý dẫn dòng lập for while cũng như duyệt mãn mặt for each. Được chưa nào? Tiếp tục ở video này sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta nhúng một cái view vào bằng lệnh include. Thì lệnh này cũng khá quen thuộc chúng ta rồi, nhưng mà cách nó xài với cách biết bị thuần xài nó có khác nhau gì nhiều hay không thì bạn xem dùm tôi ví dụ như sau. Include đường dẫn tới cái file của mình, hoặc bạn có thể nhúng cái view vào và sau đó bạn truyền luôn cả một cái nội dung. Được chưa nào? Bây giờ bắt đầu nha. Bây giờ tôi sẽ tạo một cái row mới, tôi vào http, tôi vào row.php. Bây giờ tiến hành tạo row mới cho bạn xem nhé. Row 2 chấm, tôi thực hiện get và tôi ghi là nhúng subview chẳng hạn. Nhúng subview thì công việc nhúng subview này tôi thực hiện như sau. Function, tôi return một cái view ra, được không nào? Nếu làm vậy thì nó cũng hơi dài dòng quá, thì thôi để tôi làm ngắn gọn hơn. Bây giờ tôi hiện tại là có cái gọi master đây, sử dụng luôn này nhá, gọi master chạy thử bình thường, đúng không nào? Bây giờ tôi muốn nhúng một cái mặt huy chạy trên đây, được không bạn? Thì đơn giản, bây giờ chúng ta vào view, resources vào view. Hiện tại thì cái layout này nằm trong phần đầu view nên tôi cũng tiến hành là tạo một cái file nằm trong phần đầu view của mình. Đọc cái file là mặt huy chấm play chấm bsb mở ra luôn. Thì trong mặt huy này tôi tạo một cái thể như sau. Huy đây là chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình là Laravel Framework 5.x, đúng không? Khá đơn giản. Bây giờ tôi muốn nhúng cái mặt huy này vào cái trang gốc chúng ta là cái trang master. Tôi mở ra nha bạn, master đây. Bây giờ tôi muốn nhúng cái mặt huy này vào master thì đơn giản ở đây. Chẳng hạn tôi gọi nó ra đây nhá. Tôi tiến hành nhúng như sau, dùng lệnh include, được không nào? Để lấy được cái mặt huy thì tôi cần phải vào views chấm mặt huy, được không bạn? Để tôi chạy thử đấy, để xem nào, khá đơn giản đúng không bạn? Đấy, đầy đủ cho mình. Hoặc bây giờ tôi không muốn câu đó nữa, tôi muốn chuyển câu khác, thì bây giờ đơn giản là ở đây tôi không chuyển câu như này nữa, nó cố định quá bạn. Bây giờ chuyển tiếp một cái biến, thì để hiển thị biến ra thì tôi đơn giản dùng cặp bậc nhỏ với cái biến là mặt huy mặt content nhá, mặt content. Thì đây tạo biến rồi thì truyền biến như thế nào đây? Quay lại master ở phần include, bạn tạo dùng tôi một cái mạng dữ liệu gồm có hai giá trị, một là tên biến của mình là mặt content và hai là giá trị khóa học lập trình chẳng hạn là Laravel. Như thế nào? Tôi chỉnh cho nó không phục pháp nha, nhìn cho nó thẳng một dòng. Vậy các bạn, đi chạy thử cho bạn xem cái coi mặt content có vậy không nè. Đấy, đơn giản đúng nào? Vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn một phần cũng khá hấp dẫn trong cái phần include này. Include ở trong Laravel nó khác include ở PHP thường là nó có thể giúp chúng ta truyền thêm một đối số nữa làm dữ liệu ở chân con của nó. Được chưa nào? Tiếp tục, phần cuối cùng là phần ghi chú. Phần này đơn giản nhất trong tất cả các phần luôn. Thì đó mà tôi cũng phải hướng dẫn vì nhiều bạn vẫn không biết, vẫn xài cách thông thường. Để ghi chú được một đoạn trong Latin Template thì bạn cần đơn giản như sau. Chẳng hạn bây giờ tôi muốn ghi chú phần này, phần này thì tôi chỉ cần là mặt nhỏ, gạch gạch, gạch gạch, được không nào? Tôi chạy thử bạn xem nhá. Chạy lại. Đấy, được chưa nào? Khá đơn giản đúng không bạn?
không cần phải nhớ là chấm mở nhọn rồi chấm than rồi gạch gì hết, rất là dài. Thì bây giờ mình ngắn hơn rất là nhiều rồi. Đó là lý do tại sao mà người ta gọi đây là một master template. À, rồi vậy là phần này tôi đã hướng dẫn cho bạn khá đầy đủ về nội dung của LinkedIn template. Thì nhắc lại, chúng ta gồm có tổng cộng là 6 phần phải đi qua. Thì bạn cố gắng làm lại dùm tôi một vài lần để chúng ta có thể quen thuộc từng bước. Quan trọng nhất là phần đầu tiên là phần LinkedIn template của mình. Thì các bạn để ý dùm tôi là chúng ta nên tạo một cái parent, và một cái con thì phải kế thừa từ parent đó bằng lệnh extend. Và chú ý dùm tôi vào đây đều đường dẫn từ cái thư mục gốc là mục view của mình. Được chưa bạn? Tiếp tục, phần lý thứ hai dùm tôi là bạn cố gắng nhìn dùm tôi rõ là phần nào chúng ta cần kế thừa và cần nội dung đi vào. Thì bạn dùng lệnh view dùm tôi và tên view ở đây. Thì để hiển thị ra thì bạn chỉ cần gọi session, tên của view đó và nội dung ở đằng sau là được nhá. Vậy là chúng ta vừa đi qua hết nội dung của LinkedIn Template. Tiếp tục ở video sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn về phần URL để các bạn có thể chèn những cái CSS cũng như là những cái đường dẫn của InSmith vào trang của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.